chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng, kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu, mãi mãi không đổi thay. Tình này nguyện trao em đắm say, cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Tôi chỉ ước mong sao để mau được giàu lên, nhờ người mai mối để gước em về môi tôi, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nên anh ráng sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu trong trong đời anh hứa sẽ không hài lòng, kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu, mãi mãi không đổi thay. Tình này nguyện trao em đắm say, cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dơi. Trang trại miền quê lội mương cắm câu đồng xa.
sau lại chia ra nhau. Còn em hiền ngoan nơi trốn xa hoa, chịu ăn cái tính thiệt tha. Đám cưới miền Tây nơi đó theo anh phong tục của anh sẽ dùng cái rượu đó anh dâng lên luôn.
cả cô ở đây là có hai người kia nhưng không được tên kia tên kia là cái này nè vậy hả vậy nắm cái đó là mình có nắm cái đó có nói một tay phải có thì được vậy 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 cái này á tại anh tu trình để cho anh lấy cái này rồi vậy chỉ hỏi vậy cho thí người mình thấy vậy thì bên hỏi nhà cái chúng tôi tiếp nhận những cái phẩm vật mà của họ nhà trai mang đến để cúng ông bà nhà tiên là mình phải giới thiệu thành phần hai bên rồi bắt đầu mình mới làm cái tổng lập này. Nhưng thôi trong thời gian trong đó làm thì giờ con cũng xin đại diện cho hai nhà trai con xin giới thiệu lại một lần nữa các ông bà chú cũng đã biết từ lâu rồi giới thiệu và ông cậu trường ông cậu và đây là và đây là cậu mợ của cháu Cường, cậu mợ 5, cậu mợ 6, hôm nay thì thành phố đây là chỉ có một mình bà xã thì vậy đi thôi. Dạ, đây một mình bà xã có thôi thôi. Dạ. Và đây là tôi giới thiệu đây trước là bà ngoại của con ngang. Dạ. Đây là bà sao? Phải không? Dạ. Ông sáu là bà năm. Đây là bác hai. Giới thiệu cho ông xuống bà năm. Đây là cô năm. Dạ. Đây là thím sáu của con ngang. Đây là thím ba. Đây là bà chín. Có cái dịp nào có một cái clip quay lại xong rồi mình mới nhớ được dạ. Chứ giờ ai cũng đẹp hết là mình sẽ không nhớ. Rồi cũng liên cái cho con chụp hình cái dạ. Rồi cũng đi dạ. Dạ rồi. Để thôi vô kiếm người ta có mình. Nó cho vào.
bước nhau thì cho hai cháu nó tính được chào với mẹ hai bên. Cũng xin đại diện cho hội nhà trai ha, thôi giờ cái lễ mà dâng rượu, cái lễ mà kính rượu rồi nó cũng là khép lại cái chương trình ngày hôm nay, thì Tùng cũng xin thay mặt cho hội nhà trai là cảm ơn rất nhiều hội nhà gái đã đón tiếp rồi đã châm chế cho những cái thủ tục, những cái nghi thức nghi lễ đã bỏ qua cho hội nhà trai chúng tôi rất nhiều. Tùng xin cảm ơn và Tùng cũng mong rằng tình nghĩa xu gia thông gia của hai bên gia đình chúng ta ngày càng sâu sắc hơn, thấm chặt hơn và đậm thắm hơn. Riêng ông ngoại con chúc cho ông ngoại sống thật lâu, bà ngoại càng ngày càng đẹp trai và các thành viên của chúng ta lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống, gặp được nhiều may mắn. Đóng dâu để đi ra để đi chứ không kịp thời gian. Dạ, chức vụ của chúng ta là bây giờ cùng đi đưa dâu lên trên ghe và cùng đi luôn hay là như thế nào? À, cùng đi luôn là xe hợp đồng là mình đã thuê rồi. À, vậy thì bây giờ họ nhà trai của chúng tôi sẽ đi trước nha. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất. Lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng, yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng, yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh, anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi, ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Em cần đôi tay ôm lấy em và ra đêm để những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thừa.
thương ngày. Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây sống tốt hơn bao điều. Cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người. Thì theo cái kế hoạch mình vạch ra thì nó đều thuận buồm xuôi gió hết, và tới giờ này mình đã rước dâu và cũng như đón dâu, đón dâu về Ngô Gia là nó rất đúng giờ. Thì giờ này bắt đầu là mình sẽ tiến hành con xin phép khai mở, là mình sẽ tiến hành cái nghi thức để mà sát tổ tiên, cũng như là cái nghi thức rước dâu với rước con dâu về nhà mới. Thì trước tiên thì nhờ chủ gia sẽ đốt nhang dâng hương lên trình với lại tổ tiên cũng như là bàn thờ Phật, rồi sau đó mình tiếp tục tiếp theo. Thật chắc nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn hạnh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, những bình yên khi bé. Sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Bạn nữa thì hôm nay chỉ vắn tắt và ngắn gọn lại thôi.
lại thôi. Trước tiên mình biết phần phần và phần thứ hai đó là xin mời xin cho được hai cháu là dạy bạn là theo ý của ba con là ba con dạy cho Hương rồi hai con chỉ sáng thôi đó, thì đưa đây là rồi. Thank you.
biết thì cũng mong thế bên người ta nhất là tướng thiếu giúp đỡ dân cho cháu hết à, thì đây là một bữa hôm nay tôi hết sức là chúc mừng và vui vẻ thấy được mọi nhà trai mọi nhà gái chúng tôi đến đây mọi nhà trai tiếp đón hết sức là đồng nghiệp và tôi chân thành cảm ơn quý ông bà các bác trong buổi tiệc hôm nay. Chúc mừng cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc và xin một tràng pháo tay thật lớn thật dài đấy. Xoay xoay ra đây cô ơi, hơi hơi cô ơi. Dạ rồi. Ở nhà cái thì những giọt nước mắt nào rớt xuống cũng có lý do, có nguyên nhân. Một người mẹ nào khi mà gả con mình bước theo chồng thì con mình về nhà chồng cũng phải có những giọt nước mắt để mà an ủi con. Chứ không phải là giọt nước mắt con phải cố gắng lên nha. Mẹ con rất là bị nước mắt. Khi nhận được những lời đại diện của vị đại diện chúng tôi rất là xúc động. Kể từ giờ phút này khi hai cháu đã bước đây là một gia đình đã làm lễ bữa sáng thì gia đình chúng tôi sẽ nhận cháu tạm ung thành viên để vào trong gia đình vui buồn gì thì gia đình với chúng tôi cũng sẽ chia sẻ khuyên răn cháu như là một đứa con lớn gia đình. Buổi lễ tân hôn dành cho cô dâu Ngọc Ngân, sáng viên của chú rể Văn Cường. Và ngay từ những lời nói đầu tiên thì cho phép Huyền Hạnh thay mặt toàn thể hai bên gia đình cũng như những người thực hiện chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng Sông Hỷ, âm thanh ánh sáng Triệu Thi xin được gửi đến tất cả các vị quan khách quý qua một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào thân thương và trân trọng. Dạ kính thưa tất cả các vị quan khách thân mến, thì tình yêu luôn là một đề tài muôn thuở để cho các nhà văn, nhà thơ đã viết nên những câu chuyện tình yêu thật đẹp. Như nhà thơ Tố Hữu có câu, sống trên đời có gì đẹp hơn thế, và người với người sống để yêu nhau. Và sau một quá trình tìm hiểu và yêu thương thì đôi bạn Ngọc Ngân và Văn Cường chấp nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau dù chỉ một ngày, nên quyết định đi đến hôn nhân. Và được sự chấp thuận từ phía hai bên gia đình và chính quyền địa phương. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng 8 năm Quý Mão, cũng chính là ngày lành tháng tốt để hai bên gia đình chúng tôi tổ chức buổi lễ tân hôn dành cho đôi bạn. Và kính thưa tất cả các vị quan khách thân mến, và ngay sau đây không để tất cả các vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, thì xin mời tất cả các vị chúng ta hãy cùng nhau lắng đầu một chút tâm tư tình cảm của mình, cùng hướng mắt về phía Cộng Hòa và lối đi chung, để cùng chào đón đôi người đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay. Cô dâu Ngọc Ngân, sáng viên của chú rể Văn Cường. Hôm nay má đỏ môi hồng là ngày em nguyện cùng. Như thế này đây thì chúng ta cũng sẽ không quên nhắc đến công ơn dưỡng dục sinh thành của những bậc làm cha, làm mẹ, những người đáng được tôn vinh nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay. Về phần đại diện họ tộc nhà trai thì Huyền Hạnh xin được trân trọng mến mời ông Đinh Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Năm là song thân của chú rể, xin được trân trọng mến mời ông bà sẽ cùng tiến về sân khấu để diễn kiến cùng toàn thể tất cả các vị quan khách quý.
Hạnh xin được trân trọng mến mời ông Mai Thanh Truyền và bà Nguyễn Ngọc Thảo là song thân cùng với cô dâu, xin được trân trọng mến mời ông bà sẽ cùng tiến về sân khấu để diễn kiến cùng toàn thể tất cả các vị quan khách quý. Và trước mắt chúng ta là đại gia đình hạnh phúc của cô dâu Ngọc Ngân và chú rể Văn Cường, và ngay sau đây thì đại gia đình chúng tôi xin được gửi đến tất cả các vị một cái cúi đầu chân tình nhất ạ. Và ngay sau đây xin được mến mời đôi hương của chúng ta sẽ cùng nhau tiến về bàn lễ để cùng nhau tiến hành nghi thức đầu tiên cho buổi tiệc ngày hôm nay, nghi thức khui rượu champagne. Và tất cả các vị chúng ta đang cùng nhau chứng kiến phút giây hạnh phúc cùng với cô dâu và chú rể đang cùng nhau tay trong tay đón đầy những ly rượu hạnh phúc lên thất ly tình yêu. Và kính thưa tất cả các vị quan khách thân mến, điểm đến của tình yêu đẹp là hai trái tim, hai tâm hồn luôn hòa chung là một, luôn gắn kết lại cho nhau. Cùng nhau rớt vào đông đầy lên thấp ly hạnh phúc và rượu hồng kết nghĩa phù thề tình trai huyết thấm ta về với nhau còn chưa bước đến mai sau thủy chung chung thủy sắc màu của tình yêu. Rượu hiểu những ly rượu thảo đến từ chàng con trai yêu quý của mình và nàng dâu hiền của mình trong bữa tiệc vui ngày hôm nay. Và chàng rể thảo của mình trong bữa tiệc vui ngày hôm nay. Bia chúng ta nâng bia, ai có nước ngọt chúng ta nâng nước ngọt, hô một cái thật to cũng như để chúc mừng cho ngày vui ngày hôm nay có được không ạ? Dạ, 1, 2, 3. Sau khi nhấp nạp ly rượu giao bôi đôi bạn chính thức định nghĩa vợ chồng, từ nay anh chị sẽ bước sang một bước ngoặt mới, một thiên chức mới. Một thiên chức làm dâu, làm rể, làm vợ, làm chồng, và một thiên chức cao ngã trong tương lai là làm cha và làm mẹ. Dạ, và ngay sau đây thì con xin được trân trọng mến mời chú Tùng, đại diện họ nhà trai cũng sẽ có đôi lời phát biểu sẽ gửi đến tất cả quý vị có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Dạ, con xin được trân trọng mời phép mến mời chú Tùng ạ. Ngọc Ngân, dạ vâng, Tùng được sự ủy quyền của hai bên gia đình, của nhất là họ nhà gia đình họ nhà trai, để Tùng đứng trước đây nói lên hai chữ cảm ơn trước khi buổi tiệc của chúng ta sắp bắt đầu. Lời nói đầu tiên, Tùng xin chúc cho toàn thể quý quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe, một lời chào thật là thân thương, trìu mến và yêu thương nhất. Quý vị ơi, trong buổi tiệc nào, sự kiện nào tổ chức ra thì dù cho kỹ càng tới đâu đi chăng nữa cũng không thể nào tránh khỏi phần sơ suất và thiếu sót. Nếu trong buổi tiệc ngày hôm nay, nếu gia đình của chúng tôi tổ chức, nếu có phần sơ suất và thiếu sót, Tùng xin quý quan khách niệm tình tha thứ và bỏ qua cho. Và Tùng xin chúc cho, mặc dù ở ngoài trời đang lâm râm, nhưng Tùng xin chúc cho toàn thể quý quan khách của chúng ta có một buổi tiệc thật ngon miệng. Và khi buổi tiệc kết thúc, cuộc vui tan, buổi tiệc tàn, quý vị ra về với một tinh thần sảng khoái và luôn thượng lộ bình an. Dù cho chúng ta di chuyển tới đây bằng phương tiện nào, taxi, xe đạp, xe máy hoặc là ô tô. Thôi, lời nói cuối cùng, Tùng xin chúc cho toàn thể được an lành. Xin cảm ơn. Dạ, con xin được cảm ơn chú Tùng rất là nhiều với đôi lời phát biểu rất là chân tình. Và nghi thức ly rượu cho cha mẹ cũng đã xong, thì ngay sau đây con xin được trao trả hai bên gia đình cũng như là hai bên thông gia sẽ cùng nhau tiến về những bàn tròn để cùng nhau đón chào những vị khách thân quý của mình trong bữa tiệc ngày hôm nay. Chứng kiến phút giây hạnh phúc của cô dâu và chú rể đang cùng nhau tay trong tay cắt những lớp bánh ngọt bùi trong tình yêu. Và trong tình yêu có rất là nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, giận hờn có, đôi khi tình ngọt ngào êm đềm có, đôi khi lại mâu thuẫn trước mắt vụ vơ. Và tất cả đã làm cho tình yêu của Văn Cường và Ngọc Ngân ngày càng bền chặt gặp có trong thời với nhau hơn. Thì cũng đã khép lại, và ngay sau đây thì xin được trao trả đôi ngư về vòng tay thương thương của tất cả các vị để thiếu đến từ anh em trong ban nhạc Triệu Thi. Và để mở đầu cho buổi tiệc ngày hôm nay thì xin được gửi đến tất cả các vị qua nhạc phẩm được mang tên Yêu Em Dài Lâu. Xin mời tất cả các vị cùng mở thưởng thức. Và cũng xin được kính chúc cho đôi ngư được trong năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê và sống với nhau cho đến ngày răng long tóc bạc. Và cũng không quên kính chúc cho tất cả các vị chúng ta có một bữa tiệc thật là vui tươi, ngon miệng và tràn đầy hạnh phúc. Hãy subscribe.
Thank you.
Quạt đôi
làm sắc được thấy em đẹp. Mong sao trời sáng đúng giờ mình than hò là đời quên hết sầu lo. Chúng mơ bên nhau đang cười hoa, bên đi chia năm xưa. Em biết chăng em thương em nhớ anh tất cả là anh. Làm sao quên được giây em bay. Sao im đẹp đôi ước nguyện còn cuộc đời là được ngày mấy gần băng qua cánh đồng xanh đồng xa nhắm chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Em sẽ theo anh về làm dấu miền Tây quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về làm dấu miền Tây. Mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi thường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Là em nói nghe này em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về làm dấu miền Tây. Quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về làm dấu miền Tây. Mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi thường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương.